Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi dạo phố đi bộ Bùi Viện, phố Tây Bùi Viện, nơi người nước ngoài ở, và các bạn sẽ thấy những không gian rất là đông vui, tiếng nhạc sập sình nha các bạn, những em chân dài đứng múa cột, những ánh đèn led hai bên, những lời phẩy mời vô quán. Những anh chàng đứng múa cột luôn các bạn. Thôi nào chúng ta cùng đi. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Hôm nay là một buổi tối giữa tuần, tối thứ tư. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo phố Tây Bùi Viện. Chúng ta sẽ ngắm các không gian xung quanh, coi có ồn ào nhộn nhịp như vào những ngày cuối tuần không. Nào chúng ta cùng đi. Chúng ta bắt đầu từ đường Cách Mạng 8. Chúng ta sẽ đi thẳng đường Cách Mạng 8 và chúng ta quẹo phải vào phố Bùi Viện nha các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang hướng về ngã sáu Phù Đổng nha các cô chú anh chị và các bạn. Đường Cách Mạng 8 khu vực này thì tối cũng rất là đông du khách. Các bạn thấy là bên phải chúng ta có một xe buýt 50 chỗ chở khách về khách sạn. Đông du khách Tây trú ngụ khu vực này. Ngã sáu Phù Đổng là giao nhau của các con đường Cách Mạng 8, Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Trãi và Lê Thị Riêng. Chúng ta bọc vào một bên ngã sáu Phù Đổng và chúng ta sẽ tiếp tục đi tới đường Nguyễn Thị Nghĩa nha các bạn. Chúng ta đang trên con đường Nguyễn Thị Nghĩa và phía trước chúng ta là ngã tư đường Lê Lai với đường Nguyễn Thị Nghĩa. Chúng ta thấy phía trước là công viên 23 tháng 9. Công viên 23 tháng 9 thì có một khu ăn uống vui chơi ở dưới hầm. Nếu các bạn nào có dịp thì các bạn cứ ghé tham quan phía dưới hầm ở công viên 23 tháng 9. Rồi chúng ta đi tiếp. Đi tiếp thì chúng ta sẽ thấy là đường Phạm Ngũ Lão, nơi tập trung các khách sạn là nơi ở và của trú ngụ của các du khách. Và chúng ta sẽ thấy là bên dưới có các bến xe đi các tỉnh cho các du khách đi du lịch. Lộ trình chúng ta sẽ tới ngã tư Trần Hưng Đạo giao với đường Nguyễn Thị Nghĩa, bên kia là Nguyễn Thị Học, chúng ta về phải vào phố đi bộ Bùi Viện. Rồi mình về phải vào đây nha các bạn. Chúng ta thấy đây là mũi tàu và chúng ta về phải vào phố đi bộ Bùi Viện. Rồi mình xin sơ lược về phố đi bộ Bùi Viện. Phố đi bộ Bùi Viện là một khu vui chơi nổi tiếng và vô cùng nhộn nhịp của giới trẻ Sài Gòn.
Con phố có chiều dài 850m, nằm trên đường Bùi Viện, giao nhau với đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đậu, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Xưa kia, nơi này được người dân biết đến với tên gọi là Ngã Tư Quốc Tế. Khu vực năm con đường xung quanh rạp công nhân và là điểm đến quen thuộc của ký giả trong và ngoài nước. Trải qua một thời gian dài im ắng sau khi đất nước thống nhất, khu phố đã dần hồi sinh và trở thành địa điểm thu hút rất nhiều du khách từ mọi nơi trên thế giới. Hiện nay, đa phần các cơ sở kinh doanh tại phố đi bộ Bùi Viện đều hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm quán ăn, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, các quầy bar, búp. Các bạn thấy đông vui không? Các em đứng múa cột, rất là đông vui. Các tay lẫn ta đi vô tham quan rùm rợp các bạn. Các em xinh tươi đứng chào mời, các anh chàng đứng mời gọi du khách. Những quán ăn vỉa hè nha các bạn, quán ăn, quán nhậu vỉa hè rất là đông vui. Bia 20.000 một chai. Khu phố này mình có thể nói là nhộn nhịp nhất thành phố Hồ Chí Minh luôn. Khi các bạn buồn thì các bạn có thể vô đây mà các bạn sẽ thấy vui trở lại. Không gian nhạc vui, rồi các người đẹp xung quanh. Những ánh đèn màu chớp. Những anh chàng đứng múa cột luôn, khoe thể hình vạm vỡ các bạn. Đây, ngoài những cô thiếu nữ thì có những anh chàng. Ở đây cũng giới hạn về trang phục cho nên các cô đứng múa cột cũng không dám ăn mặc sexy lắm. Bên đây các quán đều đua nhau cho các em đứng múa ở mặt tiền đường để cho mời chào mời các du khách tới tham quan. Rất vui, đông du khách. Quán Miss Sài Gòn, địa điểm rất là thú vị của Sài Gòn. Tôi nghĩ cần nên những địa điểm này để du khách đi du lịch, có địa điểm tham quan vui chơi. Khu phố này giống như khu phố Thái Lan, Rutanam các bạn, cũng là khu phố Tây du lịch. Chứ khách tới Sài Gòn mà buổi tối không có gì vui chơi thì họ cũng buồn bã và họ quay lại Thái Lan. Đây là những quán ăn các bạn ha. Lúc này tiếng nhạc sập sình cũng giảm bớt. Những quán nhậu với BB cô lệ. Ở đông khách Tây đi bộ rất là đông vui. Tiếp tục nhạc sập sình nhập sình ở đây. Mình đi cũng nửa đường của phố đi bộ Bùi Viện. Xe phải nhích nhích từng chút để nhường không gian cho phố đi bộ. Thì hôm nay là ngày giữa tuần, ngày thứ tư nhưng mà cũng đông vui như vậy. Các đèn led chiếu. Quá đông vui các bạn à. Waikiki, cái quán cũng quán búp rất là đẹp, trang trí rất là đẹp, nhiều ánh đèn. Đây là các du khách cũng đi tham quan đi bộ. Khách Tây, khách ta, khách Hàn, khách Trung Quốc, khách Đài Loan, khách Nhật Bản, đủ thứ khắp các bạn. Nói chung là du khách nào một lần tới Sài Gòn cũng nên tới phố đi bộ Bùi Viện để tham quan, thưởng thức, du lịch. Ở đây là món Ấn Độ các bạn. Đông vui nhộn nhịp.
Rồi chúng ta đã hết phố đi bộ Bùi Viện một đoạn nhỏ thôi. Phía trước chúng ta là đường Cống Quỳnh nha các bạn. Mình sẽ đi vòng những con phố xung quanh phố đi bộ Bùi Viện cho các bạn thấy không gian như thế nào. Rồi xong mình sẽ tour lại một lần. Mình đi từ đầu Cống Quỳnh, mình đi dọc theo phố đi bộ Bùi Viện. Con đường Cống Quỳnh khu vực này cũng là đầy đủ các quán ăn vỉa hè, rồi các nhà hàng xung quanh, địa điểm cho các khách Tây đi dạo vào ban đêm. Chúng ta đang tiến tới khu vực chợ Thái Bình. Chúng ta thấy đây là bên hông chợ Thái Bình, có các du khách Tây đang tập trung mua đồ ăn. Khu vực này cũng là khu vực tập trung đông khách du lịch nha các cô chú anh chị và các bạn. Lộ trình của mình sẽ quẹo phải đường Phạm Ngũ Lão, mình khám phá khu vực này có các cửa hàng gì, có các quán gì. Khu vực đường Phạm Ngũ Lão thì đa số tập trung là các khách sạn, rồi các bến xe, các trung tâm lữ hành cho các khách du lịch mua tour đi tham quan khắp nước ở Việt Nam. Bên hông là công viên 23 tháng 9 cũng rất là đẹp các bạn. Mình ở khách sạn mình ngắm công viên Parkview ha, khách sạn Parkview thì giá cao hơn. Rồi ánh đèn sập sình của phố đi bộ Bùi Viện đây. Các bạn thấy đẹp không? Đây là quán phở Quỳnh, phở cũng trang trí đèn sập sình, đèn LED. Rồi chúng ta tham quan khu vực bên phải, các công ty lữ hành là cho các khách du lịch mua tour du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, đi Nha Trang, đi Phú Quốc, đi Đà Lạt, đi Phan Thiết, vân vân. Tiêu cục các bạn, giống như phim Hồng Kông, nơi vận chuyển hàng hóa tên tiêu cục cũng vui. Khách sạn Viễn Đông, khách sạn lớn. Rồi chơi cầu cây, cửa hàng tiện lợi, Liberty Hotel. Rồi chúng ta thấy là Elliot Hotel, bến xe, nơi khách du lịch đã đi tỉnh. Chúng ta quan sát tiếp, đây cũng là nơi vận chuyển hàng hóa, phở ông Cát, không biết phở bờ Cát ở đâu ha, cà phê Highland. Bên phải đường Phạm Ngũ Lão này thì không đông vui bằng khu phố Tây Bùi Viện. Ở đây chủ yếu là tập trung các khách sạn. Chúng ta thấy là chợ trung tâm Central Market ở dưới tầng hầm. Khi có dịp mình sẽ đi xuống tầng hầm, mình quay cho các bạn xem khu vực bên dưới. Đây là chùa An Lạc, nhưng mà bên trong cũng vui lắm các bạn, cũng những quán ăn, quán búp ở trong đó. ASEAN Travel đó, các tour đi du lịch các nước ASEAN. Rồi cửa hàng bán đồ lưu niệm, mini good, các đồ nhỏ nhỏ mà dễ thương lắm. Đây là Sài Gòn Coop. Chúng ta đang vòng tới đường Cách mạng tháng 8. Rồi mình sẽ quay phải tới đường Trần Hưng Đạo, mình cho các bạn xem tham quan khu vực xung quanh phố Bùi Viện có gì. Chúng ta thấy là bảng hiệu Phúc Long ha, Phúc Long,
chiếm ở vị trí đắc địa ngay ngã tư ở khu phố Bùi Viện. Rồi cà phê Sushi Tây chiếm ở vị trí đắc địa ngay đầu khu phố Bùi Viện. Rồi Findeli, những thương hiệu có tiếng các bạn. Thuê mặt bằng ở đây rất là mắc, những thương hiệu có tiếng họ thuê ở vị trí đắc địa ốc Ken. Đây là nhà hát kịch thành phố. Chúng ta biết đây là rạp công viên ngày xưa, thì là một công trình kiến trúc nằm tại số 30 Trần Hưng Đạo, có công suất phục vụ biểu diễn tới 1.200 khách. Rạp từng được mệnh danh là Thánh đường cải lương, nơi đây cũng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của Sài Gòn. Rạp này do ông Nguyễn Văn Hảo đầu tư xây dựng năm 1940, là một đại gia của Sa Thành khi đó, để phục vụ suất cải lương của ông. Chúng ta về phải tới đường Đề Thám nha các bạn. Các bạn thấy cũng là đông vui, nhộn nhịp phải các bạn ha. Những em chân dài đi qua đi lại rất là vui. Ánh đèn lấy chớp chớp đông vui, giống như là Hồng Kông. Các bạn thấy là mấy cái quán nhậu vỉa hè, quán bar vỉa hè rất là vui ha. Rồi các quán Huế cũng có khu vực này, chụp ảnh, mở cửa hàng tiện lợi, các chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, Circle K, Family Mart đều tập trung khu vực này. GS25 nữa các bạn. Rồi chúng ta lại tới công viên 23 tháng 9, và chúng ta lại về phải vào đường Phạm Ngũ Lão. Cà phê Highland, Liberty Hotel, khách sạn rất là sang, khách sạn cũng rất là lâu đời rồi các bạn. Đèn đốm rất là vui. Hotel Kim Khôi, có các hotel từ 3 sao, 4 sao tới 5 sao tại đây. Chúng ta về phải vào con đường Chùa An Lạc. Chúng ta biết đây là hẻm 28 Bùi Viện các bạn. Đông vui không các bạn? Quán ăn hút cho các bạn. Khách Tây tập trung ăn uống, các em đứng chào mời, spa, massage. New York Hotel, Sài Gòn Chiêu. Bên trái chúng ta là Chùa An Lạc, đây là 1664 Lăng. Khách Tây nhường đường cho mình rất là lịch sự. Đây phía trước là hai em Tây cũng đang đi. Hẻm rất là nhộn nhịp. Đây là hẻm 28 Bùi Viện. Các bạn nhớ đi vòng hết các khu phố Bùi Viện cho các bạn xem. Đông vui và nhộn nhịp. Findeli, sáng đèn mọi lúc mọi nơi. Rồi mình lại vòi phải vào phố Bùi Viện. Một chiếc taxi đang vào khu vực này để đón khách. Khu vực này thì đỡ đông khách nha các bạn, thì có thể vào xe được. Còn khu vực phía trước chúng ta thì đường rất là nhỏ, cho nên xe hơi vào buổi tối không được. La Casa, một quán rất là dài, kéo dài tới tận góc đường luôn. Rồi Đại Việt Seafood, phở lúa. Go là nhiều chuỗi cửa hàng, nhiều quán bar, pub xung quanh đây. Lại vào trái vào đường Đề Thám. Các em chân dài ngồi trước. Chúng ta về phải vào đường Trần Hưng Đạo. Chúng ta tham quan các khu vực xung quanh.
À, có cái nhà hàng xung quanh, quán bia, bia hè cũng đang đóng cửa. Xung quanh là chúng ta thấy là các cửa hàng, các shop, các văn phòng, văn ốc nha các bạn, cậu ốc cũng đông khách mà mình phải lách ra bên ngoài để mình đi, đông vui. Nhưng mà lúc trước khu vực này là đường Trần Hưng Đạo này đông vui hơn nữa, nhưng cũng nhiều quán buôn bán không được thì họ cũng đóng cửa. Đây là showroom ô tô, các bạn có muốn mua xe cũng ra khu vực này. Nhà hàng rất là sang trọng, Dragon House. Rồi chúng ta thấy Tokyo Deli cũng nhà hàng Nhật, sushi, restaurant, bar, nhà hàng sang trọng, Serbian Matcha cà phê nha các bạn, những cái quán cà phê. Thì các cô chú nam mê cải lương ngày xưa sẽ nhớ về rạp Hưng Đạo ngày xưa là rạp Trần Hữu Trang bây giờ nằm bên phải chúng ta. Cuối những năm 1967, rạp Hưng Đạo trở thành đại bản doanh của đàn Thanh Minh, Thanh Nga. Tất cả những tuồng mới như là Con Gái, Chị Hằng, Áo Cưới Trước Cổng Chùa, Hoa Mộc Lan đều khai trương tại rạp Hưng Đạo và diễn liên tục khoảng một tháng trước khi chuyển đến các điểm diễn khác. Nhiều suất khác chưa đến 10 giờ sáng mà phòng vé đóng cửa và đã treo bảng hết vé. Suốt thời gian này, rạp Hưng Đạo được xem như là thánh địa của cải lương. Chúng ta đang về phải vào đường Cống Quỳnh nha các bạn. Các khách du lịch đang dạo phố đêm vào buổi tối. Giống như mình đi du lịch thì mình cũng dạo đêm để khám phá khu vực xung quanh có những gì. Một chiếc xe máy không biết vì sao dừng giữa đường các bạn. Khu vực này có lẽ là trời mưa, trời mới mưa mưa xong. Mình sẽ quẹo phải vào đường Bùi Viện và mình bắt đầu khám phá từ đầu đường Bùi Viện giao với Cống Quỳnh vô trong đến hết phố Bùi Viện. Chúng ta bắt đầu vô lại nha các bạn. Đây là Phúc Long ha, đầy đủ thương hiệu cà phê nổi tiếng có trong khu vực này. Khu vực này thì không gom nhịp mà khúc giữa nha, cũng 10 tiếng mà khúc giữa. Đầu đông du khách, quanh đây là các nhà hàng, quán ăn, quán Nhật các bạn, thấy biển tiếng Nhật. Đà Lạt 244, nhà cho thuê, giữ xe Bùi Viện, ghế 25, Đức Phượng Hotel, ốc Đại Việt, đông vui, treo cờ đỏ sao vàng, dịp Đại Việt, vui hết các bạn ha. Ta đi từng bước, đây các cặp tình nhân đi dạo phố, tay trong tay. Rồi, chúng ta tiến vào trong, bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Các khách Tây rất thích cái không khí của Việt Nam là ngồi vỉa hè uống bia, tại vì bên Mỹ thì đâu có không khí như vậy, người ta phải đi vô các mall ăn uống, đi xa lắm các bạn. Từ nhà đi tới cái quán ăn uống thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Dream Night, quán bắp que. Are you in tonight? Quán đặt tên rất là thú vị. Bạn sẽ đi đâu tối nay? Rồi vào khu trung tâm, các chàng trai Tây, cô gái không biết đi đâu tối nay, đang đứng thảo luận xem sẽ vô quán nào. Let's party all night. Chúng ta hãy chơi tất cả các đêm, vui nhộn. Đại Việt nữa là một quán Đại Việt, The Rye Hot, nông thôn Đại Việt, vui nhộn các bạn. Heaven là thiên đàng nè, thiên đàng ở đâu, mời các bạn vô quán. Con đường này rất là nhỏ các bạn ha, nhưng mà không có vỉa hè cho nên
khúc này, cho nên các quán cũng tận dụng lề đường, mà cũng đông vui, đông vui nhộn nhịp. Khi các bạn buồn nhớ ghé đây sẽ thấy vui lên. Khách Tây ngồi vỉa hè, xem các em chân dài đứng múa cột, những chàng trai vạm vỡ đứng múa cột đây. Phía trước có những em chân dài. Đó, em nữ đây hấp dẫn các bạn ha, đang đứng múa mai. Đông khách du lịch đi bộ, ngắm phố, quay phim, chụp ảnh. Rất là đông và vui. Thì mình quay bằng xe máy cho nên hơi bị cái kính che bớt cái view nhìn cho màn hình, cho nên các bạn cũng thông cảm với mình. Và cái đồ để điện thoại để mình định vị hướng đi nên cũng hơi chật màn hình. Đây bia 20.000 một chai, đông vui rồi. Đây các em xinh tươi đứng múa hấp dẫn mà thú vị. Hai bên các bạn ha, mỗi bên đều cạnh tranh hết, nhưng mà mình thích coi bên phải hơn. Bên trái thì chàng trai đứng múa mình thấy không hấp dẫn gì. Rồi đây là quán ba. Ở bên đây thì khu vực bên đây các em đang nghỉ ngơi, chưa đứng múa cột. Bên trái là có đây là cũng là khu sôi động nhất Sài Gòn các bạn, đông vui. Khu phố đi bộ phải cấm xe máy vào thì trở thành phố đi bộ thực sự luôn. Đây là Seafood, cũng là nhà hàng hoa đào Đại Việt, phố đi bộ Bùi Viện. Rồi phút trước là không cho đi ngược chiều, mình để trái cho các bạn, mình để trái. Như là hết khúc đông vui nhất rồi đó, mình để trái. Xe cũng đông nghẹt. Thì đây là đường Đề Thám các bạn. Đường Đề Thám đông vui, nãy mình có quay các bạn rồi đó. Tập trung đông các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, pizza, cà phê, đông vui. Lộ trình tiếp theo là mình sẽ chạy đi ngang qua chợ Bến Thành cho các bạn xem chợ Bến Thành về đêm. Cuộc sống Sài Gòn về đêm các bạn thì phải có phố Bùi Viện, khách Tây họ qua thì họ mới có địa điểm du lịch ăn uống về đêm. Thì ban ngày họ cũng đi những cái địa điểm du lịch theo tour, theo đoàn. Thì ban đêm phải có cho họ không gian họ đi chơi riêng, gia đình, bạn bè. Thì những khu vực như Bùi Viện là một nơi để cho khách Tây đi du lịch. Giống như khi mà chúng ta đi tới Bangkok thì có những khu phố đi bộ như là Khao San, Lamai, Silom, Yawarai hay Kalong, Om Wan. Phố đi bộ tuyệt tùng và thậm chí có cả khu đèn đỏ như Soi Cowboy, Royal City Avenue, Kalong Bắc Tông. Phố đi bộ thiên về mua sắm và chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh như Sukhumvit, Soi Rampuchi, Maharaj. Red
Chúng ta sẽ tiếp tục lộ trình, chúng ta rẽ trái ra đường Trần Hưng Đạo hướng về chợ Bến Thành nè các bạn. Rồi phút chợ Bến Thành về đêm như thế nào? Rồi mình sẽ kết thúc lộ trình hôm nay, mình đi quay khu vực phố Bùi Viện như các bạn. Đường đại lộ Trần Hưng Đạo về đêm rất là đẹp, với những nhà Pháp bên phải chúng ta, một trệt một lầu các bạn thấy ha, những nét cổ kính của dãy nhà Pháp. Phía trước chúng ta là tòa nhà cao vút, là tòa nhà Sài Gòn Center Takashimaya, và chúng ta là Bitexco 68 tầng các bạn ạ. Hình một búp sen vươn lên. Rồi chúng ta thấy bên trái là chợ Bến Thành, lung linh về đêm, lung linh các ánh đèn. Khu vực bùng binh Quách Thị Trang này được cải tạo và làm ga tàu metro phía bên trái chúng ta. Có một cái đường lên từ metro, và khu vực này cũng đã được phân luồng trở lại, không đi như giao thông bùng binh ngày xưa nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục đi, các bạn ngắm chợ Bến Thành về đêm. Chúng ta thấy phía trước là các con lươn ngăn giữa đường đi xe máy và đường đi xe ô tô, được trang trí bằng hình tượng ngôi sao quốc huy của Việt Nam, rất là đẹp. Các bạn có clip trên kênh Sài Gòn Đẹp Lắm của mình sẽ thấy những clip trước của mình có quay đi bộ ở dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thì hành trình khám phá phố Bùi Viện, phố Tây vui vẻ bậc nhất của Sài Gòn đến đây tạm dừng. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Các cô chú anh chị và các bạn nhớ nút đăng ký, nhớ nút chia sẻ để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt mọi người.